Chào mừng các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục quận Cẩm Lệ. Cô tên là Nguyễn Võ Hoàng Bình, giáo viên trường tiểu học Diên Hồng. Cô rất vui khi hôm nay được truyền đạt kiến thức phân môn luyện từ và câu của tuần 21 đến các em thông qua bài giải Luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, từ ngữ về chim chóc, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Trong bài học này, các em cần đạt được những mục tiêu sau. Về kiến thức, biết tên một số loài chim, các nhóm tên gọi các loài chim. Về kỹ năng, biết xếp tên một số loài chim theo nhóm thích hợp. Biết trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu. Biết dùng cụm từ ở đâu để hỏi về nơi chốn. Về thái độ, biết yêu quý, bảo vệ các loài chim cũng như có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Bài học hôm nay gồm có 3 phần. Phần 1, khởi động. Phần 2, bài mới. Phần 3, hoạt động nối tiếp. Trong phần bài mới, chúng ta sẽ đi qua 3 hoạt động. Hoạt động 1, từ ngữ về chim chóc. Hoạt động 2, biết trả lời câu hỏi với từ ở đâu. Hoạt động 3, biết dùng cụm từ ở đâu để hỏi về nơi chốn. Các em cùng cô chuẩn bị đồ dùng học tập nhé. Một quyển sách tiếng Việt 2, tập 2. Một quyển vở ô ly, một cây bút mực. Các em có biết không, thế giới của chúng ta thật tươi đẹp. Nếu mỗi sáng thức dậy, được hít hà bầu không khí trong lành, được lắng nghe tiếng chim ríu rít trên vòm cây, thì ngày hôm đó quả thật rất tuyệt vời. Vậy các em đã biết tên những loài chim nào rồi? Để khởi động cho tiết học hôm nay, các em hãy suy nghĩ và kể tên một số loài chim mà em biết. Chắc hẳn những loài chim này không hề xa lạ với mỗi chúng ta, ví dụ như chim sẻ, chim chào mào, chim chích bông, chim sơn ca. Mỗi loài chim đều có một tên gọi khác nhau, vậy dựa vào đâu để gọi tên các loài chim? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập 1 nhé! Cùng cô đọc đề nào! Xếp tên các loài chim trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp. Cô có các loài chim sau: cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh. Bây giờ các em hãy sắp xếp các loài chim trên vào 3 nhóm sau cho phù hợp. Nhóm 1, gọi tên theo hình dáng. Nhóm 2, gọi tên theo tiếng kêu. Nhóm 3, gọi tên theo cách kiếm ăn. Cô sẽ hướng dẫn làm mẫu nhé. Chim cánh cụt là loài chim được gọi tên theo hình dáng. Các em hãy cùng quan sát hình dáng của loài chim này. Chú chim của chúng ta có đôi cánh rất ngắn nên được gọi là cánh cụt đấy. Tu hú là loài chim được gọi tên theo tiếng kêu. Các em hãy lắng nghe tiếng kêu của nó nhé. Tiếng kêu vang vọng những âm thanh tu hú nên tên của nó được lấy từ âm thanh mà nó phát ra đấy. Bói cá là loài chim được gọi tên theo cách kiếm ăn. Quan sát video, các em cùng xem bói cá kiếm ăn như thế nào và thức ăn của chúng là gì nhé. Tương tự như những gì cô đã hướng dẫn, các em hãy suy nghĩ và sắp xếp các loài chim vào nhóm thích hợp trong thời gian 1 phút. Các em hãy bấm tạm dừng video để thực hiện yêu cầu của cô vào sách giáo khoa trang 27 nhé. Cô tin chắc các em đã hoàn thành yêu cầu của cô. Bây giờ hãy cùng đối chiếu kết quả bài làm cùng cô nào. Gọi tên theo hình dáng. Có chim, cánh cụt, cú mèo, vàng anh. Gọi tên theo tiếng kêu, có chim,
tu hú, quốc, quả. Gọi tên theo cách kiếm ăn, có chim, bói cá, gõ kiến, chim sâu. Để biết thêm hình dáng, tiếng kêu, cách kiếm ăn của các loài chim này, các em hãy tìm hiểu qua sách báo hoặc Internet nhé. Các em biết không, mỗi loài chim đều có hình dáng, tiếng kêu, cách kiếm ăn khác nhau. Chúng ta thường dựa vào những đặc điểm đó để gọi tên của chúng. Hy vọng sau bài tập này, các em có thể quan sát những loài chim xung quanh và đoán xem chúng được gọi tên theo cách nào nhé. Các em biết không, thế giới các loài chim làm cho thiên nhiên của chúng ta tươi đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ các loài chim, không bắn phá, không bắt nhốt chim chóc, để môi trường của chúng ta, thiên nhiên của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Các em có đồng ý không nào? Trong những tiết học trước, các em đã biết cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu. Đến với bài tập 2, các em sẽ trả lời một số câu hỏi dựa vào nội dung bài tập đọc đã học. Cùng nhớ lại một chút nào. Trong tuần 21, em đã được học bài tập đọc nào? Đúng rồi đấy, chúng mình đã được học bài tập đọc Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng. Dựa vào nội dung bài tập đọc, các em hãy trả lời cho cô hai câu hỏi sau. A. Bông cúc trắng mọc ở đâu? B. Chim Sơn Ca bị nhốt ở đâu? Bây giờ, các em hãy cùng đối chiếu với câu trả lời của cô. A. Bông cúc trắng mọc ở đâu? Trả lời: bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. Các em chú ý ở câu A, bên bờ rào, giữa đám cỏ dại là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. B. Chim Sơn Ca bị nhốt ở đâu? Trả lời: chim Sơn Ca bị nhốt trong lòng. Trong lòng là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Các em biết không, bên bờ rào, giữa đám cỏ dại và trong lòng là những cụm từ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn. Vậy, để trả lời cho câu hỏi ở đâu, chúng ta sẽ sử dụng những cụm từ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn. Sau bài tập 2, các em đã biết cách trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu. Vậy, các em có biết cụm từ ở đâu thường được đứng ở vị trí nào trong câu không? Đúng rồi đấy, cụm từ ở đâu thường đứng ở cuối câu. Chúng ta nhớ kỹ điều này để cùng chuyển sang bài tập 3 nhé. Cùng đọc đề với cô nào. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau. A. Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. B. Em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái. C. Sách của em để trên giá sách. Vậy thì bài tập yêu cầu chúng ta đặt câu hỏi với cụm từ ở đâu. Cô sẽ hướng dẫn các em làm câu A. Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. Như vậy các em đã biết cụm từ ở đâu dùng để hỏi về nơi chốn, địa điểm. Vậy thì trong câu A, cụm từ ở phòng truyền thống của trường là cụm từ chỉ nơi chốn. Dựa vào cụm từ này, cô sẽ đặt được câu hỏi như sau. Sao chăm chỉ họp ở đâu? Vậy, để đặt được câu hỏi có cụm từ ở đâu, chúng ta cần xác định đúng cụm từ chỉ vị trí trong câu. Các em thấy không? Cụm từ ở đâu đứng ở vị trí cuối câu. Khi đặt câu hỏi, các em nhớ viết hoa đầu câu và đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu nhé. Bây giờ, cô tin chắc rằng các em có thể tự làm hai câu còn lại đúng không nào? Cô dành cho chúng ta 3 phút để viết câu trả lời vào vở nhé. Các em hãy bấm tạm dừng video để thực hiện yêu cầu của cô. Các em hoàn thành yêu cầu của cô rồi đúng không nào? Cùng đối chiếu kết quả bài làm nào. Câu A, chúng ta đã được cô hướng dẫn mẫu. Câu B, em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái. Cô có câu hỏi, em ngồi ở đâu? Câu C, sách của em để trên giá sách. Cô có câu hỏi, sách của em để ở đâu?
Các em chú ý các cụm từ chỉ vị trí ở các câu. Câu A, ở phòng truyền thống của trường. Câu B, ở dãy bàn thứ tư bên trái. Câu C, trên giá sách. Vậy, để đặt được câu hỏi có cụm từ ở đâu, các em cần xác định đúng những từ chỉ vị trí, địa điểm, nơi chốn trong câu nhé. Qua hai bài tập 2 và 3 ở trên, cô tin rằng các em đã có thể tự đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu rồi. Cô hy vọng rằng các em có thể áp dụng kiến thức này để có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí, nơi chốn của những sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình. Sau tiết học này, cô hy vọng chúng ta đều đạt được những mục tiêu mà ban đầu đã đề ra. Về nhà, các em tiếp tục tìm thêm tên một số loài chim và nghĩ xem chúng được gọi tên theo hình dáng, tiếng kêu hay cách kiếm ăn nhé. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt.